Mình chào với cô chú anh chị đến với kênh Minh Hải nhà đất Kiên Giang. Và hiện tại Hải đang có mặt ở đường số 10, khu dân cư An Bình, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Hôm nay thì Hải giới thiệu đến cho cô chú anh chị một cái nền đất ở trong cái khu này. Nền rất là đẹp, có diện tích là ngang 4,5 và 20 nha, thổ cư 100%. L28 lô 14 nha cô chú anh chị. Đây. Nền đất của chúng ta nha. Hướng đông bắc. Cái nền này thì chúng ta sẽ đi vào khu dân cư An Bình, đi vào đường số 3, chạy thẳng đường số 3 tới đường số 10 của chú anh chị. Ở đây thì dân cư đông đúc ha. Ở đây thì Hải đã quay rất là nhiều nhà cho cô chú anh chị xem rồi. Và đây là mình còn cái nền trống nha. Hiện tại chủ đang kêu bán với giá là 1 tỷ 250 triệu. Đây đường số 10, rộng rãi nha. Lộ 7,5 m, lời là 4 m. Khu dân cư An Bình thì nó gần với chợ Gạch Sỏi, nó gần với siêu thị Cúp Mắc, gần công viên. Thì cô chú anh chị nào có quan tâm thì liên hệ Hải qua số Zalo nha. Hải sẽ ghi trên clip. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ạ. Hẹn gặp cô chú anh chị ở video tiếp theo. Thân ái tạm biệt.